xin chào quý vị khán giả đến với chương trình Huế văn hóa đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị, tháng 8, tháng khởi đầu của mùa thu, thời tiết đã bớt nắng nóng và dần trở nên dịu mát hơn. Bắt đầu tháng mới với một tinh thần thoải mái vui tươi có lẽ sẽ giúp chúng ta quên đi những bồn bề lo toan để thêm yêu đời và yêu cuộc sống này hơn. Mở đầu chương trình Huế văn hóa đời sống số đầu tiên của tháng 8 ngày hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ và giao lưu với đạo diễn, nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc với hành trình 50 năm tận hưởng với nghề. Người Huế lưu giữ văn hóa đọc là nội dung sẽ có trong mục tâm điểm văn hóa. Mục khám phá Huế, mời quý vị đến với làng chài Ngư Bị Thành trên phà Tam Giang. Thưa Trang xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, đạo diễn nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc nổi tiếng là người đa tài, để lại dấu ấn qua nhiều tác phẩm từ sân khấu, điện ảnh cho đến văn chương. Cô là tác giả của các phim nổi tiếng như Song Lang, Ngọc Viễn Đông, Hải Nguyệt v.v. và là người đã mang sân khấu văn hóa Việt Nam đến các nước trên thế giới, gây được sự chú ý và mến mộ đối với khán giả quốc tế. Và trên hành trình 70 năm tuổi đời và 50 năm tuổi nghề thì Huế cũng là một trong những nơi mà cô đã từng sinh sống và học tập. Câu chuyện văn hóa ngày hôm nay rất vui được chào đón đạo diễn nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc đến với chương trình. Thưa cô, trong ký ức hiện tại thì khoảng thời gian mà cô đã từng sinh sống và học tập ở Huế, dù chỉ là một thời gian khá là ngắn, nhưng có lẽ cũng đã để lại trong cô rất là nhiều dấu ấn về mảnh đất xứ Huế, đúng không ạ? Mình được sống ở Huế trong cái khoảng gọi là thanh xuân đi. Thành ra những kỷ niệm ở đó đa số là kỷ niệm đẹp và cũng gắn với nhiều mơ mộng. Và thật sự mình rất yêu thành phố này. Ngoài chuyện nó là quê cha, nó còn là cái mảnh đất rất tạo điều kiện để mình có thể có những cái sáng tác bay bổng, cũng như gắn bó cái tình yêu quê hương. Và Huế nó nằm ở một cái đặc điểm là nó ở giữa, và nó cũng đương đầu rất nhiều những cái thiên tai, những cái khó khăn, những cái giao tranh, bởi vì nó đã từng là chứng kiến những cái chuyện mà phân chia Nam Bắc nữa. Về sau này đó thì mình có sáng tác một tác phẩm kịch bản dựa theo một cái truyện ngắn biến động của nhà văn Thái Vũ ở đây. Và hành trình về với Huế lần này thì sao ạ? Cô có thể chia sẻ một số hoạt động chính của chuyện trở về Huế lần này ạ? Đúng ra một vài chuyến về sau Covid tới giờ đó, đã được đi đến những nơi rất sát Huế rồi là Đà Nẵng, thì cái lịch ở trong Nam nó quá kín đi, không đi được, thì mình ấm ức hoài. Thành ra kỳ này là quyết thiết kế phải đi Huế. Mình nghĩ nếu mà không về bây giờ thì biết bao giờ mới về rồi, tại cái tuổi cũng lớn rồi. Ta nói nhân gian thất thập cổ lai hy, mình đã qua cái tuổi thất thập rồi, thành ra phải về trước khi quá muộn. Mình đã đi khắp nơi để mình tìm xem cái bản sắc Việt là gì, thì hơn đâu hết nơi đây là cái nơi đậm nét cái bản sắc Việt nhất để mà mình có thể là cảm nhận được. Và qua những chia sẻ của cô từ đầu chương trình cho đến bây giờ thì Thùy Trang có thể cảm nhận rõ hơn về sự tận hưởng của cô Minh Ngọc với nghề. Điều gì đã giúp cô có được một cái động lực tuyệt vời như vậy? Họ nội là gốc Huế và họ ngoại là gốc Quảng Nam, sanh ra ở Bà Rịa, miền Nam, rồi trôi qua Long Xuyên, Pleiku, Phan Thiết, thì mình cũng có một cái nhu cầu là mình thu thập lại để nói cho mấy thế hệ sau. Nhiều khi mình nghĩ sáng tác cho những người đương thời chưa đủ mạnh để cho mình đi tới nơi, tới tận cùng sự việc, mà mình phải nghĩ tới chuyện là mình viết cho những thế hệ Việt Nam chưa sanh. Bởi vì bản thân mình làm việc bây giờ, mình đã tựa vào rất nhiều cái thế hệ. Thế thì tại sao mình không cố gắng mình làm một cái gì đó để ngay các thế hệ sau này người ta cũng tìm hiểu thêm những tác phẩm của mình, người ta cũng hiểu thêm là à, Việt rất phong phú, Việt có nhiều màu, nhiều sắc. Thì cái lúc mình qua New York, mình viết cho kịch bản cho cô người khác là cô Hà Phương, em của Cẩm Ly và chị của Minh Tuyết á. Cái kịch bản này ông định làm một kịch ngắn về cải lương và giang hồ Gangster thôi. Thì mình nói, đây luôn, làm phim ngắn hoài rồi, bây giờ mình làm phim dài đi. Mới nghĩ ra cái Sông Lan và phải nói là gần như có 24 tiếng đồng hồ. Bây giờ nó được 50+ cái giải thưởng, được bông sen vàng trong nước rồi đó. Thì Sông Lan còn được một số các đại học ở Mỹ chọn trong môn Việt Nam học, chiếu cho các sinh viên để làm cái nghiên cứu tham khảo, rằng để nhận xét về cái môn Việt Nam học. Cái điều đó nó rất là động viên ngược với mình. Mình làm mình không nghĩ có lúc mà nó lan tỏa tới mức nó trở thành cái bài thu hoạch
của sinh viên. Vâng, và trong số hàng trăm tác phẩm của mình thì ngoài Sông Lan ra thì đâu là những tác phẩm mà cô dành nhiều tâm huyết nữa? Nếu mà tâm huyết thì rất là nhiều phải không? Nhưng mà phải nói có những cái mà vừa viết vừa khóc. Và đến chừng cảm động nhất là khi mình quay ra diễn thấy khán giả vỗ tay theo từng câu thì cảm động lắm. Ngọc với Thành Lộc thấy Pháp nó có những thằng gù nhà thờ Đức Bà đó, thì Ngọc Đức biết là trẻ con 5-6 tuổi nó hát theo. Thế mình nói với Lộc làm sao tụi mình có những cái vở như vậy ta, những vở mà giống như nó như ca dao á. Thế là bắt tay vô làm cái tiên Nga, bây giờ nó trở thành ba tác giả. Thì câu mở đầu đó là tôi là một người mù, tôi cũng là một người viết văn. Thế bây giờ mọi người chung quanh nói giùm cho tôi biết đi, non sông tôi có còn đẹp hay không? Dân mình có còn hiền hòa hay không? Vợ có còn đứng đợi chồng về hay không? Và trước cái bài Lục Tỉnh, ông có một bài cũng cực kỳ cảm động đưa vào sách giáo khoa, đó là Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Duộc. Thì cái điều mà Ngọc nói là về nước cảm động mà khóc khi thấy khán giả vỗ tay chính là cái bài Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Duộc. Bởi vì các bạn đi xem là các bạn khó học bài này trong trường, để khi mà diễn trên sân khấu những lời văn tế gót lên á là ở dưới vỗ tay theo từng câu. Mà một tác giả không gì cảm động bằng về được chứng kiến tận mắt, không phải nghe kể lại nữa, mà về nước tình cờ trúng cái buổi diễn đó và thấy người ta khán giả vỗ theo từng câu của Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Duộc. Như chính cô từng chia sẻ rằng là dù làm nhiều nghề nhưng chung quy lại thì vẫn một mẫu sổ chung là nói dùng những điều mà người khác không nói được. Vì sao cô lại có sự lựa chọn hướng chủ đề và phong cách sáng tác này cũng như những điều mà cô muốn truyền tải đến với mọi người là gì? Thứ nhất, đầu tiên là được đi nhiều. Đi nhiều mà đa số những thân phận không nói được, đa số là các phụ nữ. Có những cái tình huống của phụ nữ đa số nó thú vị hơn đàn ông. Ngọc đọc được, nghe được cái tiếng thét căm của các phụ nữ đó và cố gắng bằng cái sức mình diễn tả thế nào ra cho ra cái tiếng thét căm đó. Dù định cư ở nước ngoài khá lâu nhưng mà cô vẫn luôn dành nhiều tình cảm đặc biệt với quê hương Việt Nam và luôn kết nối với quê nhà thông qua nghệ thuật. Với cái chuyện trở về Việt Nam lần này thì cô có thể chia sẻ đôi chút về những ấp ủ và dự định của mình. Việt Nam mình có câu nói trước bước hôm qua đó. Thành ra cho tới giờ này có nhiều cái là mơ lắm, mà năm tháng trôi qua cứ phải ưu tiên những cái công việc người khác yêu cầu trước. Còn mình thì cá nhân mình chưa có hoàn tất cái giấc mơ của mình. Nhưng mà cũng cảm thấy là giờ cạn như dầu cũng sắp cạn vậy đó. Thì mình đang cố gắng cái mà mình viết gần như là những cái lát cắt hồi ký. Tại vì qua cái hồi ký, qua những tiếp xúc mình làm việc với những ai đó, thì mình cố gắng để ghi lại những cái mốc lịch sử, người ta hiểu là nước Việt Nam đã có một thời gian như vậy. Ví dụ như hôm nay về Huế có hai cuộc xuất hiện, một lần chung với chị Thái Kim Lan vừa, thì mình có nói với chị Kim Lan là chưa chắc, nghĩa là tới lúc mình ngưng thở là mình đã tìm ra. Nhưng mà có những câu chuyện đó thú vị ở cái quá trình đi hơn là cái mục đích tới. Thì ít ra trong lúc mình đi tìm như vậy đó, có thể mình tìm chưa ra nhưng mình cũng được tiếp xúc với những người họ có nhiều kiểu tìm. Thì mình chọn cái kiểu tìm nào nó thú vị nhất, mình không dám nói là đúng nhất, để cho những điều mình làm đó giống như món quà mình tặng lại mai sau thôi. Xin cảm ơn những món quà đặc biệt, những tác phẩm nghệ thuật vô giá mà cô đã mang đến cho khán giả. Và Thùy Trang cũng xin được cảm ơn đạo diễn nhà văn Minh Ngọc đã mang đến những chia sẻ truyền cảm hứng cho chương trình ngày hôm nay. Và cũng xin được kính chúc cô sẽ luôn thật nhiều sức khỏe và hy vọng rằng sẽ đón nhận được nhiều tác phẩm mới hơn nữa. Một cuốn sách hay sẽ giúp mở mang kiến thức, nuôi dưỡng tâm hồn và cũng là cách để nối kết giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Gìn giữ và phát triển văn hóa đọc sách là việc làm thiết thực và cần thiết trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày nay. Người Huế sưu tầm lưu giữ sách quý và phát triển văn hóa đọc như thế nào? Đó là nội dung chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong phần tiếp theo của chương trình. Sách là kho tàng tri thức, là những kinh nghiệm, những công trình nghiên cứu được đúc kết lại một cách bài bản, mà thông qua những trang sách, mọi người có thể tìm kiếm được mọi thứ mình cần. Người Huế vốn có truyền thống hiếu học và mê đọc sách. Bằng chứng là ở Huế có một hệ thống thư viện trải dài từ công lập cho đến tư nhân. Ngoài hệ thống thư viện nhà nước và tôn giáo, ở Huế có khá nhiều thư viện tư nhân, tủ sách gia đình được truyền đời và gìn giữ cẩn thận với những đầu sách có giá trị và quý hiếm.
Điển hình là tủ sách của gia đình nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Châu Phăng với hơn 10.000 cuốn, được gây dựng từ thời cụ thân sinh là kỹ sư Nguyễn Hữu Đính và về sau do ông tiếp tục gom góp sưu tầm. Đã ở tuổi 88, thế nhưng niềm đam mê nghiên cứu khoa học, thói quen đọc sách vẫn chưa bao giờ ngơi nghỉ đối với nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Châu Phăng. Sách vở nó quý, nó phải sách đắt tiền, nó phải sách đẹp, mà nó quý là cái nội dung chứa chấp trong cuốn sách đó. Ông cụ tôi là một người đã truyền cho tôi cái thú vị khi chơi sách. Và nhờ đó tôi biết được trong sách vở là muôn lời dạy của người đời trước, người đời sau truyền lại cho mọi người. Và tôi tin tưởng điều đó đã làm cho con người Huế trở thành con người rất đặc biệt. Trong gia sản sách vở do cụ thân sinh của ông để lại được xem rất quý giá và đầy đủ là khoảng 100 bộ từ điển. Trong đó có những bộ rất quý như tròn bộ Bách khoa từ điển về cây ở Đông Dương, xuất bản liên tục tại Paris từ năm 1908 đến năm 1942. Bộ cá, bộ chim ở Đông Dương, xuất bản tại Pháp đầu thế kỷ 20. Đặc biệt là bộ sưu tập với rất nhiều văn bản hồ sơ về địa bà, văn bản trao đổi sang những đất dưới Triều Nguyễn. Cổ nhất trong số đó là những văn bản dưới thời Từ Đức 1847-1883, mà dấu điểm chỉ được thể hiện bằng cách đo dấu đốt lòng tay trỏ cho đến cách dùng dấu điểm chỉ bằng dấu vân tay thời Bảo Đại. Tủ sách có đủ các danh mục từ lâm học, khoa học nhân văn, mỹ thuật, nhất là nhiều bộ sách quý về Huế với nhiều thứ tiếng. Một phần nhờ tủ sách này mà tạp chí Nghiên cứu Huế do ông Châu Phăng làm chủ bút đã được xuất bản, tồn tại 10 số liên tiếp trong gần 20 năm qua. Quan trọng hơn, đây là địa chỉ luôn sẵn lòng mở cửa chào đón mọi người có nhu cầu tìm hiểu tư liệu, trao đổi và nghiên cứu. Tôi ở Huế như vậy là suốt cuộc đời, tôi thấy phần lớn nhà nào cũng có tủ sách cả. Đó là một đặc điểm văn hóa mà có thể ít đấy có. Sách là kho tàng tri thức của nhân loại, và đã là tri thức thì không bao giờ cũ. Trong thời đại bùng nổ của sách điện tử và những tiện ích kỹ thuật số, thì vẫn có những người trẻ âm thầm lưu giữ tri thức theo cách riêng của mình. Nằm trong con hẻm của đường Phan Chu Trinh, thành phố Huế, sách cũ cội nguồn là một thư viện thu nhỏ thu hút mọi độc giả đến đây với niềm đam mê với sách cũ. Là một người con của Huế, mặc dù làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, thế nhưng Mỹ Hằng lại có một niềm đam mê mãnh liệt đối với sách. Và ước mơ của cô gái trẻ này đó chính là được sở hữu một thư viện sách để cùng chia sẻ tri thức đến với đông đảo độc giả tại Huế. Với mong muốn góp nhặt tri thức trong các đầu sách, Mỹ Hằng đã lên ý tưởng thu mua sách cũ tại thành phố Hồ Chí Minh, sau đó chuyển ra Huế để thành lập nên sách cũ cội nguồn. Những trang sách cũ mặc dù đã phai màu theo năm tháng, nhưng đó chính là nơi chứa đựng tri thức, là những mảnh ghép văn hóa lịch sử quý giá. Chính sự lôi cuốn này đã tạo nên làn sóng mới trong giới trẻ, những người đang tìm về quá khứ và trân trọng những giá trị xưa cũ. Theo chia sẻ của Mỹ Hằng, cội nguồn ở đây chính là cội nguồn của tri thức. Đối với em thì Huế là một cái nơi mà đã nuôi dưỡng em và đã cho em có ngày hôm nay. Cho nên là em muốn sưu tập hết tất cả những cái đầu sách về Huế, những cái đầu sách rất hay, rất quý hiếm mà bây giờ đã không còn trên thị trường nữa, để em có thể giới thiệu với mọi người, từ các cô chú lớn tuổi cho đến những anh chị, rồi đến những em học sinh, sinh viên thì đều có thể dễ dàng tìm được một cái cuốn sách theo cái chủ đề mà mình tìm kiếm ở đây. Một cuốn sách cũ là nhân chứng lịch sử mang theo dấu ấn của thời gian và những kỷ niệm của thế hệ đi trước. Với số lượng sách giấy được sản xuất ngày càng nhiều, sách cũ vẫn có chỗ đứng trên thị trường vì ngày càng có nhiều bạn trẻ tìm kiếm và sưu tầm sách cũ. Với những đầu sách được thu mua, tuyển chọn kỹ lưỡng, giữ được độ mới khá cao, trong khi đó giá thành lại cực mềm.
đây chính là điểm mấu chốt giúp sách cũ được giới trẻ ưa chuộng. Với tình yêu và niềm đam mê mãnh liệt về sách cũ, Cội Nguồn là nơi mà Mỹ Hằng cùng mọi tín đồ đam mê đọc sách hồi sinh những trang sách cũ trong đời sống hiện đại. Có một cái điểm thú vị khi mà đi sách cũ đó chính là có những cái cuốn sách mà mình nghĩ là hắn sẽ không có con xuất bản nữa thì hắn sẽ có mặt ở đấy. Ở Huế những năm trở lại đấy là cái việc lưu giữ gìn cái văn hóa đọc đang được chú trọng rất là nhiều. Minh chứng là các cái cơ sở giáo dục người ta thường tổ chức các cái ngày hội đọc sách cho học sinh và tuyên truyền phổ biến cũng như là nâng cao hơn nữa về cái giá trị của sách. Bên cạnh việc sưu tầm, mua bán và trao đổi sách cũ, cô gái trẻ Mỹ Hằng còn dành một góc thư viện cho các đầu sách viết về Huế. Đây cũng chính là tâm huyết và tình yêu mà cô dành cho vùng đất nơi mình sinh ra và lớn lên. Có thể nói, trong thời đại kỷ trì như hiện nay, việc lưu giữ và tiếp biến văn hóa đọc là một việc làm ý nghĩa. Đặc biệt, sự nhận thức này đến từ các bạn trẻ. Hy vọng sẽ có thêm nhiều người có niềm đam mê với sách, với văn hóa đọc như Mỹ Hằng, để những cuốn sách cũ sẽ tìm được chủ nhân mới, những người thực sự nâng niu và trân trọng chúng, từ đó lan tỏa văn hóa đọc một cách sâu rộng trong cộng đồng. Có một làng chài lâu đời trên phá Tam Giang, nơi đây có đời sống văn hóa phong phú và đặc trưng của vùng sông nước và là điểm đến của những du khách yêu thích trải nghiệm. Đó là đâu? Hãy cùng Bảo Linh khám phá. Làng chài Ngư Mỹ Thành thuộc xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền. Với lịch sử hình thành và phát triển trong gần một thế kỷ qua, Ngư Mỹ Thành là một trong những ngôi làng ngư nghiệp truyền thống tiêu biểu gắn bó với phá Tam Giang. Từ một cộng đồng thủy dân sống như mặt nước, cư dân ngày nay đã có sự chuyển mình. Chính sự độc đáo của cuộc mưu sinh trên đầm phá và phong cảnh hữu tình, ngôi làng đã trở thành một điểm đến văn hóa, du lịch đặc trưng và hấp dẫn. Du khách khi đến với Ngư Mỹ Thành sẽ được thư giãn nơi làng quê yên bình và hòa mình vào cuộc sống của ngư dân trong làng. Và bây giờ, Bảo Linh sẽ cùng tham gia trải nghiệm các hoạt động trên thuyền cùng với ngư dân làng chài. Thank you.
một làng ngư nghiệp đơn sơ, sau dự án xây dựng làng Bích Họa, những ngôi nhà như thay màu áo mới. Sự kết hợp giữa mỹ thuật và nét chân giả của làng chài đã tạo nên một không gian check-in độc đáo. Đây chắc hẳn sẽ là một điểm đến không thể bỏ qua trong quyển sổ tay du lịch của bạn khi đến Huế. Diện mạo của làng quê dường như đẹp hơn, hấp dẫn hơn với các trải nghiệm về văn hóa, con người và đời sống giản dị của những vùng đất địa phương. Nếu có dịp ghé thăm xã Quảng Lợi, dừng chân và cảm nhận những thi vị mà tàu hỏa ban tặng sẽ là một hành trình đáng nhớ của quý vị cùng những người bạn đồng hành.